Nào, đề luyện tập số 2 này. Nhớ rằng cái đề mọi người đang làm là đề mức 8 điểm. Giai đoạn đầu sẽ là cho mọi người làm đề 8 điểm kết hợp với làm các cái câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết như vừa phát. Thì chắc là mất khoảng tầm có 20 đề, anh chuẩn bị 20 đề tất cả. Thì sau khi làm xong 20 đề 8 điểm này thì mọi người chắc chắn thi học kỳ xong và bước vào giai đoạn luyện đề, bắt đầu ta luyện sang đề khó. Đối với những ai mà khá hẳn lên, còn không thì ta lại quay trở lại luyện từng chương một mà cả luyện đề cơ bản. Bởi vì như hôm trước chữa cái đề luyện tập 1 thì thấy cũng không phải ai trên 8 điểm. Mặc dù đề là rất là dễ đúng không? Lý do hôm trước thấy mọi người không đọc lại lý thuyết của các chương đầu tiên, chẳng nhớ gì cả. Có những ông vẫn còn hỏi mấy cái câu ST vân vân vớ vẩn. Vừa học xong kim loại thì nhớ được mỗi tí kim loại. Đó. Nên cứ cày 8 điểm đi đã, chứ đừng có mơ mộng gì 9-10. Câu 1. BVC Polyvinyl Chlorua. A. Câu 2. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của este no đơn chức mạch thở CnH2NO2? Đáp án B. Chất nào sau đây là chất điện lý yếu? Đây là của lớp 11. Điện lý mạnh, muối tan là điện lý mạnh, nước là điện lý yếu. Nhớ ôn lại được luôn cả lớp 11. Chất béo là chi este của axit béo với glycerol. Quặng apatit chứa thành phần chính là chất nào? Apatit là chứa thành phần chính là phosphat. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím? Câu này dễ quá rồi, 3 giờ. Tác dụng nước ở điều kiện thường, canabasa. Nhôm phản ứng được với chất nào? Không phản ứng chất nào? H24 đặc. Cho biết chất nào sau đây thuộc molosaccharide? Chính là molo, đi và poly đúng không? Ba thằng glu, sacca và tinh bột cellulo là một nhóm. Nhớ rằng tinh bột cellulose không phải là đồng phân của nhau, được chưa? Quặng bidit sắt mà đúng không? FeS2. Hòa tan được CO2 thì phải là phản ứng tạo phức. Muốn tạo phức thì phải là có hai nhóm OH trở lên liền kề, hoặc nó phải là axit, như vậy ta có D thì hòa tan được CuH2. Được chưa? Chờ từ đi, cứ rào rào thế. Kết tủa thu được khi cho CO2 phản ứng. CO2 muốn ra kết tủa thì phản ứng với gì? CO2 đang là dư, chọn CH2 sai, vì nó sẽ hòa tan kết tủa. Ở đây phải là NaAlO2. Vì AlOH3 là lưỡng tính, sẽ không tan trong ba dơ yếu và axit yếu, được chưa? Có nghĩa là AlOH3 không tan trong ba dơ NH3 dư, cũng không tan trong CO2 dư. Đó. Kim loại tác dụng HCl và Cl cho cùng một muối thì phải có một hóa trị, đó là magie. Đồng thì không tác dụng HCl, bạc không, Fe thì hai hóa trị, được chưa? Tiếp câu 14. Cracking là ở trong lớp 11, cái phần hydrocarbon. Sản phẩm của cracking là sẽ thu được gì? Ancan và anken. Ở đây C4H10 em sẽ cracking ra được CH4 cộng C3H6, C2H6 cộng C2H4, C3H8 cộng hydro. Đấy, người ta còn xét đến cái loại mà tách hydro này luôn này. Đấy, thì phải là ra 6 chất. Vì đều là phản ứng nhiệt, chắc là bọn em sẽ chọn 4 chất thôi, đúng không? Đấy, thì cái phản ứng cracking thì nó còn liên quan phản ứng nhiệt, nên sẽ ra cả C3H8 cộng hydro, tách hydro đấy. Chất nào sau đây làm khô khí NH3? Khô thì phải không phản ứng. Đã không phản ứng thì phải bỏ hết cả ba ông axit đi. Chứ làm khô xong lại phản ứng ra chất mới thì còn nói làm gì, đúng không? Số đồng phân của C4H8O2 công thức là 2 mũ N trừ bằng 4. Còn nếu hỏi đồng phân của axit thì là 2 mũ N trừ 3. Được chưa? Ai quên ghi vào. Đấy, nó ôn lại được rất nhiều chương. Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím sang xanh thì phải là 3 giờ. Amin là 3 giờ trừ alilin. Cứ amin là 3 giờ trừ alilin, đúng không? Alin là yếu đến mức không đổi màu quỳ tím. Ba thằng.
Câu 18. Cho glycerol. Cái này viết quen quá rồi đúng không? Cứ R1, R2 đảo đảo cho nhau. Được chưa? Câu 19. Để phân biệt hai thằng này thì đương nhiên là quỷ tím. Câu 20. Để phân biệt có thể dùng. Nếu dùng quỷ tím thì đây là đỏ đỏ xanh không màu. Đúng không? Nhận ra xanh nhận không màu. Lấy không màu đổ vào hai thằng đỏ, thằng nào kết tủa thì là H24, như vậy chỉ cần dùng quỷ tím là đủ. Câu 21. Phản ứng tạo ra chất khí, muốn tạo chất khí thì phải là phản ứng oxy hóa khử. Sắt oxit. Fe3O4 cũng có sắt 2, FeO2, FeCO3, FeNO3 hai lần, như vậy 1 2 3 4 5 6 thằng. Kịch luôn rồi. Kịch khung 6 thằng luôn rồi. Đúng chưa? Câu 22. Thực hiện các thí nghiệm sau, số thí nghiệm cho ra kết tủa là NaOH vào CaHCO3 hai lần có cho kết tủa không? Có, vừa rồi tôi viết đấy, đúng không? Đây là lượng tính cộng bazơ tạo ra CO3 mà. Có kết tủa CaCO3. Thằng này thì quen rồi đúng không? Fe2 cộng cộng Ag cộng. Hai thằng. NH3 dư hay không dư thì cũng không thể hòa tan kết tủa được đúng không? Tạo ra AnOH3. CO2 dư cũng không thể hòa tan kết tủa được đúng không? 4 thằng. AgCl thì đương nhiên rồi, 5 thằng. Gì nữa? Na3BO4 vào CaCl2 và MgSO4 có phản ứng không? Có phản ứng không? Nếu có thì có kết tủa không? Đây đang là làm mềm nước cứng. Mà làm mềm nước cứng là gì? Tạo ra kết tủa để lọc bỏ kết tủa đi mà đúng không? 6 thằng. Vừa mới chọn Na3BO4 ở trang trước à? Đúng không? À ở cái câu đề kia. Đúng không? Câu 23. Nó hỏi phát biểu đúng hay sai? Phát biểu đúng. Đốt cháy ethanol đơn chức mạch thở được CO2 và nước bằng nhau. No đơn chức mạch thở bằng nhau. Đúng. Trong phản ứng với dung dịch AgNO3, glucose là chất bị khử. Chất bị khử thì nó đóng vai trò là chất oxy hóa. Đúng chưa? Để rửa ống nghiệm có dính, có thể tráng ống bằng HCl. Có được không? Tại sao? Tại sao? Ok, kia là bazơ mà. Bazơ cộng axit là muối mà. Thế tinh bột xenơ 2 đồng phân thì câu này sai rồi nhá. Đều tác dụng hydro tạo ra sorbitol, sai nhá. Những câu thì hiển nhiên. Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố carbon và nguyên tố hydro, sai tiếp nhá. Đúng không? Bây giờ ta chỉ cần phân biệt B, C. À, phân biệt đi. Với A chắc chắn đúng rồi. Đúng không? B là trong phản ứng với AgNO3, glucose là chất oxy hóa. Ag cộng, muốn biết đúng hay sai mọi người phải tính ra đây này, nhìn phát biết ngay này. Ag cộng tạo ra gì? Ag là không. Đây là giảm. Giảm thì nó là chất oxy hóa. Chất oxy hóa thì bị khử. Mà sao glucose lại bị khử được? Đúng không? Như vậy B phải là sai. Còn C thì đương nhiên đúng. Vì sao? Alilin là bazơ tác dụng HCl thì nó mới mất đi được. Đúng không? Cái gì em? Câu G nếu đúng, thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố carbon. Ngoài ra còn có hydro, oxy, nitơ, clo vân vân. Nhưng bắt buộc phải có carbon. Đây là và nguyên tố hydro mà em. Ta ví dụ nhá. À, CCl4 carbon tetrachlorua có hydro đâu? Hoặc là teflon có hydro đâu? CF2 ấy, đúng không? Không, nhiều người rất hay bị nhầm là hợp chất hữu cơ phải có hydro, carbon là sai đấy. Nó chỉ nhất thiết phải có carbon thôi. Câu 24. Sơ đồ phản ứng nào phù hợp? D à? Nhiệt độ cộng nước
Ok, đây đúng luôn. 25. Dễ rồi, 27 chia 1 80 như 0,15 đúng không? Nhân 2 là 0,13 đúng không? 0,13 nhân 108 8324, chắc chắn có số 4 ở cuối, 32,4. 1,3 mà chia 65 là hình như 0, mấy mon, 0,2 à? 0,02. Tác dụng H24 từ dương 6 mà xuống dương 4 thì vẫn là 2E đúng không? Thì bằng mon khí luôn. Mà 0,02 thì 0,448. Mấy câu này chữa nhanh này chắc hiểu đúng không? Ok. 27. Etinacetat là 88, 2,2 chia 88 là 1/4 là 0,03. 0,25 chứ? 0,025 hay 0,25? Ra nước thì là gì? Đây là C4H8 mà, thì phải là mấy là nước? C4H8, 8 thì đây phải 4 nước chứ. C4H8 mà 8 hydro thì đây 4 nước thì mới ra chứ. Thì ra mấy? 1,8. Vì ông 25 này nhân 4 là ra 0,1 rồi. Được chưa? Còn ai mà không nhầm được thì viết ra, nhưng mà những con này mà viết thì mất thì giờ quá. Được chưa? Nào cho bạn ở Hải hiểu không? Ngồi im cả cái bàn đấy, mấy bàn đấy luôn. Ethylene là chất gì nhỉ? C2H4 đi. Ông nào vừa đọc COO đấy. Ethylene mà COO. Hình như đây là 0,15 mol đúng không? Khi tác dụng brom có một đối đôi thì tỷ lệ là 1:1 thì ông này cũng 0,15. 100 chính là 15 ml luôn. Đây là kiến thức của lớp 11. Tiếp tục. Tinh bột lên men thành rượu, hiệu suất toàn bộ lượng CO2 được 75 gram kết tủa là 0,75. Xong rồi, tính gì nhỉ? Tính mg tinh bột à? Như vậy là C6H10O5 N lần. Tạo ra đường. Tạo ra 2 lần CO2. Đúng không? Thế đây là 0,75 chia 2 là 0, mấy? 0,75 chia 2 nhân 100 chia 81 rồi nhân với 162. Đúng không? Vì đây là hiệu suất của toàn bộ quá trình. Còn nếu nó bảo là hiệu suất của mỗi một quá trình thì em phải là 2 lần 81% cơ, đúng không? 75 gram à? Nhớ lấy cái này xong nhân 162 nữa nhá. Tiếp tục. pH của lớp 11 lại nhiều người toang. Khi tính pH, cái dạng bài tính pH ấy, một là cho axit pha nước vào, gọi là pha loãng thì pH giảm. Hai là cho dung dịch axit pha tiếp axit vào thì pH tăng lên hoặc giảm đi tùy thể tích. Ba là cho axit xong lại pha NaOH vào thì nó phải phản ứng đã, và ta phải tính pH theo cái dư. 3 giờ dư thì pH lớn 7, mà axit dư thì pH nhỏ 7. Đây chính là dạng axit 3 giờ. Bao nhiêu mol đây? 0,01, đây là 0,011. Thế thì mol của OH dư, vì tỷ lệ phản ứng 1:1 nên ta không viết, bằng 0,001. Thế nồng độ OH dư, nồng độ ion là đóng mở ngoặc vuông, bằng 0,001 chia cho 0,02 bằng bao nhiêu? Chắc là 12,7 rồi. 3 giờ dư mà. Bấm máy đi. 0,005 à? 0,05 à? 0,05. Đấy, bấm lốc đi. 12,7, đoán là 12,7 rồi, số này cái lẻ mà. Nhớ rằng nhá, mọi người bấm là bấm ra POH, sau đó phải lấy 14 trừ đi kết quả đấy thì mới ra được 12,7. Còn chọn 1,3 thì lại hẹn gặp lại bạn lần sau. Đúng không? Chắc chắn bấm ra 1,3 mà tự dưng thấy bảo chọn 12,7, nhiều người còn đang ngơ ngác đấy. Đúng không? Tiếp. Nào nhớ được chưa? Ủa ơi. 10 câu nữa. Trật tự đi. Cho 9 gam X phản ứng vừa đủ với cao H được muối, tính như nào nhỉ? Tên của X chia như nào?
13,56 trừ đi 9 gram thì ra khối lượng chênh lệch. Sau đó tính được mol rồi mới lấy 9 chia mol đúng không? Đấy là cách tự luận. Còn cách nông dân là lấy 9 chia 4 thằng m lớn này. Nhưng mà xin lỗi đi nhá, valin có thuộc được m lớn khối đúng không? Chắc là chia glycine hoặc alanine ra đẹp thì chọn luôn thôi. Đúng chưa? 117 các ông cứ mở tài liệu ra ông trà, valin tôi chẳng thuộc, nói thẳng lên luôn. Có bao giờ dùng đến đâu mà đòi thuộc, lại phải ngồi viết ra xem nó mấy carbon, mấy nhóm NH2. Trật tự đi. Đáp án. Đấy thì bảo rồi, may thì nó chia glycine mol chẵn phát chọn luôn thôi đúng không? Ta phải nói thật với nhau là như vậy, bọn em phải đặt mình cũng như thế, chứ không phải là em đi mở sách em tra m lớn xong em bấm chia. Đi thi có được chia đâu, được tra thế đâu đúng không? Làm sao mà nhớ được những cái mà mình chẳng mấy khi mình dùng đến. Đấy. Còn đâu phương pháp tự luận thì nhớ là phải dùng bảo toàn khối lượng để xem là nó chênh bao nhiêu m lớn để chia ra mol đúng không? Câu 32. 4,72 gam à, lại chia m lớn đúng không? Đây là 0,08, 4,72 chứ 0,08 bằng 59 à? 59 à? 1 carbon là bao nhiêu? 3 31, 2 carbon 4, 45, 59. Chưa? Yeah. 1 carbon là cái này người ta dạy rồi thì người ta nhắc thế không phải đủ hiểu chứ. Tiếp. M gam kết tủa lại phải xem thằng nào dư. Chắc chắn nào hát dư rồi. Nào hát dư thì có phản ứng hòa tan kết tủa. Đúng không? Tính như nào? Tỷ lệ phản ứng đầu tiên là 1,3. Sau đó hòa tan kết tủa là 1,1 đúng không? Đây bao nhiêu mol? 0,01. Đây 0,018. Trật tự đi ở dưới. Nào ai tính như nào đây? Dễ nhưng mà tính như nào? Gì? Viết đường trình à? Ờ thì thích. Đây là theo cách nông dân rồi. À nông dân dễ hiểu chắc chắn đúng đúng không? Là CL cộng với ALOH3 cân bằng 3 3. Tiếp tục ALOH3 trở từ đi cộng với NaOH tạo ra Na ALO2 cộng H2O. 0,01, 0,03. Cái này 0,018 mà. Từ từ. Bình tĩnh, nhìn lại. Vì đây là 0,018 thì làm sao thằng NaOH dư được nhỉ? NaOH bị thiếu mà. 0,018. Đây là 0,018 NaOH đúng không? 0,018. Thằng này là 0,01 đúng không? Thì 0,01 theo tỷ lệ phản ứng này nhân 3 thì ra 0,03. Mà 0,03 thì lớn hơn 0,018 mà đúng không? Thế thì ở đây không có NaOH dư thì làm gì có phản ứng hòa tan kết tủa? Đúng không? Thế ta chỉ có là từ mol NaOH là 0,018 đặt vào đây thôi. Chia cho 0, à chia cho 3 thì ra 0,006. Như vậy là không có phản ứng này. Ta đang viết theo thói quen là viết cả phản ứng hòa tan mà. Thế thì khối lượng kết tủa thu được là 0,006. M kết tủa bằng 0,00678 đúng không nhỉ? Bằng bao nhiêu? 6848 chắc là con số 8 đứng cuối. A. À, đúng chưa? Tiếp 34. Trật tự đi, ơ kìa sao cứ rào rào ấy. Ông Nhật ở dưới. M lớn bao nhiêu? 16 nhân 5,5. 88 à, xem có thằng nào không nhá. Tất cả đều 88 à. 2,2 gam ST là 0, mấy mon? 0,25. Lấy 2,05 chia 0,025. M của muối. 2,05 chia 0,025 bằng mấy? 82 thì biết thừa là chất gì rồi. CH3CONa là 82. Được chưa? Đấy, những cái dạng bài này bây giờ tính rất là nhanh mà chẳng cần viết phương trình. Tiếp câu 35.
Mol CO2, nghe cho kỹ đi, đừng coi thường nó dễ. Dễ nhưng mà mình lại phải tìm ra cách làm nhanh chứ còn con này viết phương trình thì lại mất thì giờ. 0,1 đúng không? 0,21. Tỷ lệ lớn hơn 2 lần rồi đúng không? Chắc chắn là muối Na2CO3. Đúng không? Từ 2 trở đi là muối Na2CO3 mà. Và tính theo mol nào? Mol CO2 à, mol Na2CO3 à, mol Natri CO2 vì thằng này dư mà đúng không? 0,1. Thằng này như là 106 à? 10,6. 48 cộng 60 106. Nào chị Linh cả trang này được chưa? Những con này mà đừng để sai vì nó rất là đơn giản. Câu 36. Sao thấy hệ giải hệ mol khối lượng thế? Số mol axit đã phản ứng là cho 1,274 gram X phản ứng với đặc lỏng dư thu được lít SO2. Bao nhiêu mol? 0,045 à? Mol H24 bằng? Bằng 2 lần mol SO2. Công thức có rồi, còn nhớ không? Không chín. Cho 1,274 này vui. Nó cho dư rồi thì 1,274 chẳng ý nghĩa gì cả. Đúng không? Chứ trường hợp nó hỏi khối lượng muối thu được thì lúc đấy mới phải dùng đến khối lượng kim loại. Hiểu chưa? À. Tiếp nhá. Mấy đồng chí bên này hiểu không? 37. Đồng sắt mà lại đặc nguội à? Vui nhỉ. Sắt vứt. Đây là 0,3 mol đúng không? 0,03 0,03 suy mol đồng chưa? Mol Cu bằng mol khí, khí này là khí gì? Đã là đặc nguội thì NO2, NO2 là nhận 1E mà đồng cho 2E thì phải bằng 0,03 nhân 1 chia 2 bằng 0,015 mol. Phần 2 tác dụng loãng dư thì chỉ có sắt phản ứng. Thế thì mol sắt bằng mol gì? Mol axit bằng mol bằng mol khí bằng 0,02. Đúng không? Hết bài rồi, M bằng 64 nhân 0,015 cộng 56 nhân với 0,02. Sau đó tất cả nhân 2 vì chia thành 2 phần bằng nhau. Ra bao nhiêu nhỉ? 4,96 à? À 16. Như vậy là nghe đi. Bài này ai không nhân đôi chỗ này vẫn không sợ sai. Nó chỉ sợ sai khi có một đáp án là 8,32 chẳng hạn. Phải có một đáp án bằng nửa cái này hoặc là bằng 2,08. Thì lúc em không nhân đôi em phải ra đúng cái số đấy em mới chọn. Còn em nhân đôi hay không nhân đôi mà không ra số nào thì em phải nghĩ lại ngay. Đúng không? Đấy, nó phải lừa như thế thì bọn em mới mắc bẫy. Câu 38. Rượu đơn trước mạch thở kế tiếp 1,12 lít hơi X bao nhiêu mol? 0,05. Thu được tổng khối lượng CO2 và nước là 5,24 gram. Tính như nào nhỉ? CnH2n cộng 1OH cộng 3N trên 2O2 tạo ra NCO2 cộng N cộng 1H2O. Đây này, à ừ. CnH2n cộng 1OH cứ quen. Cộng với 3N trên 2O2 tạo ra NCO2 cộng N cộng 1H2O. Mọi người có thể về xem video hôm nay vừa mới đăng cái video rượu nhá. Vừa đăng video rượu các bạn này. Đâu? Mol của X là 0,05. Suy ra mol CO2 là 0,05N. Mol nước là 0,05 nhân N cộng 1. Thôi lấy mol đấy nhân 18 nhân 44 thì ra 5,24 bằng 0,05N nhân 44 cộng với 0,05 nhân N cộng 1 nhân 18 suy ra N bằng 1,4 à. N 1,4 thì chắc chắn là 1 thằng 1, 1 thằng 2. Đáp án A. À, vì nó là kế tiếp nhau. 0,05N nhân 44 cộng 0,05N nhân N cộng 1 nhân 18
thì bằng 5,24. Từ đây tìm được N bằng 1,4 thì ra được là 1 và 2 carbon. Chờ thử đi. Câu 39. Bao nhiêu mol CO2? 0,06. 0,06 mol nước. Số C trên số H bằng 3/8. Nghi là C8O3 rồi đúng không? Không, nhưng mà từ từ. Vì thằng C cũng thế, thằng C cũng có là C8. Ở đây ta đang có B và C đều là C8 đúng không? Thì ta chỉ có thể chọn B C thôi. Thế thì bây giờ phải dựa vào số mol oxy là bao nhiêu? 1,792 chia 2/4. 0,08. Bây giờ ta dùng bảo toàn nguyên tố oxy này, nghe cho kỹ bảo toàn oxy nhá. Mol của oxy trong rượu, NO trong rượu bằng 0,06 nhân 2, CO2 là phải nhân đôi mà, cộng 0,08 là H2O, trừ oxy là 0,08 nhân 2 bằng bao nhiêu? 12 trừ 8 là 0,04. Đúng không? 0,04 mol oxy trong rượu. Đấy. Mà 0,06 mol CO2 thì em sẽ tìm ra được số mol của rượu là 0,02, vì ta chia cho số carbon là 0,02. 0,04, 0,02 thì phải là 2 oxy. Đáp án C. Chỗ này nói nghe có hiểu không? Ở dưới. Lấy mol CO2 chia cho số carbon là 3. Đáp án B hoặc C mà. Thì ra mol của rượu là 0,02. Lấy mol oxy trong rượu là 0,04, chia cho mol của rượu là 0,02 thì ra số oxy là 2. Được chưa? Thế ta được đáp án C. Thì lúc em lại phải gọi công thức tổng quát biện luận theo số OH n lần. Đúng không? Trả thử đi. Câu 40. 0,3 mol à oxy. Thu được oxit duy nhất là 3,04 gam. Tính như nào? Tính nhỉ? Lấy 3,04 chia 0,3 bằng mấy? M lớn oxit bằng 3,04 chia 0,3 bằng 152 phần mấy? Phần 15 kìa. Không rút gọn được à? 0,03 hay 0,3? Thì chia lại cái. 3,04 chia 0,03 bằng mấy? 101,3. Sao mỗi ông đọc khác nhỉ? Tôi lại bấm máy. 3,04 chia 0,03 bằng 304/3. 304/3, được chưa? Làm gì tiếp? M oxit thì không thể có phân số. Ở đây có phân số bởi vì ta chưa xét đến tỷ lệ cân bằng, đúng không? Mà kim loại chỉ có 3 hóa trị thôi, 1, 2, 3. Thế nếu nó là 3, nếu nó là hóa trị 3 thì M lớn của nó sẽ là 304, đúng không? Thế vô lý à? Thế thì bây giờ tính nào tiếp? Bây giờ ta mới ra M lớn oxit là 304/3. 304/3 nhân 2/3. Nhân bao nhiêu? Chính xác, bây giờ ta phải đến cân bằng. Bởi vì có những bài đơn giản ấy, nhớ nhá, có những bài đơn giản em chỉ cần giả sử nó ra 56/3 phát thì em biết ngay là sắt, đúng không? Nhưng cái này là ra 304/3 cơ, có nghĩa là gì? Chắc chắn thì nó có hóa trị 3 rồi, nhưng mà cái 304 kia mình chưa xử lý được. Trừ trường hợp em lấy 304 chia M lớn của 4 thằng này. 304. Được chưa? Bây giờ ta vẫn viết phương trình này. R cộng O2 tạo ra R2ON. Cân bằng là N và oxy và 2 và R. 0,03 mol O2 thì suy ra mol oxit là 0,03 chia N. Thế thì ta có M lớn oxit là 2R cộng 16N bằng bằng gì? 304/3 nhân N. Được chưa? Từ đấy suy ra R bằng, vì em phải biện luận N bằng 1,2,3 mà. R giải ra bao nhiêu? 52/3 gì? Chính là 52.
được chưa? Thì ra Chrome. Không, bởi vì đang không có màn hình thì mọi người không nhìn được anh viết. Nhà ta cân bằng phương trình ra thôi, ta ra được tỷ lệ. Và nó vẫn là phương trình hai ẩn là L và R, đúng không? Phải biện luận. Được chưa? Như vậy là xong cái đề số 2 nhá. Mọi người tính xem mấy điểm, đếm điểm đi. Đếm xem mấy điểm. Cứ trên 8 điểm thì đạt yêu cầu, còn không thì về đọc lại. Thôi, được chưa?